Sáng ngày 1 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và một số bộ ngành liên quan về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành đã đóng góp ý kiến cụ thể về từng nội dung chính của dự án, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư, tiến độ dự kiến, hình thức đầu tư, nguồn vốn, phương án vận hành khai thác, mô hình quản lý, một số chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cần xuất phát từ tầm nhìn, nhu cầu, dự báo phát triển kinh tế xã hội, kinh nghiệm các nước, từ đó đặt ra đầu bài cụ thể đối với tuyến đường sắt tốc độ cao. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phân tích, đánh giá kỹ tác động, hiệu quả tổng thể của đường sắt tốc độ cao đối với nền kinh tế trong từng phương án về tốc độ, kết hợp vận tải hành khách và hàng hóa, nâng cấp, tận dụng tuyến đường sắt hiện hữu, tối ưu hóa năng lực khai thác, vận hành của các phương thức, hệ sinh thái vận tải khác nhau. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn huy động, hợp tác với các viện nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu thế giới để đánh giá tác động của dự án đường sắt tốc độ cao đối với ổn định vĩ mô, hiệu quả kinh tế xã hội tổng thể, hiệu quả sử dụng đất, phương án tài chính, sử dụng nguồn lực do dự án mang lại. Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về phương hướng đặt hàng phát triển nguồn nhân lực, hình thành công nghiệp đường sắt tốc độ cao, tổ chức bộ máy, quản trị hạ tầng khai thác dựa trên yêu cầu, tiến độ.